Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát sở hữu mỏ đá Ba Gian Xanh Thuận Phát tại cửa ngõ phía tây thủ đô Hà Nội. Năm 2015, ban lãnh đạo công ty đã quyết tâm đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng, tuyển dụng cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật tay nghề cao với định hướng đưa thương hiệu mỏ đá Thuận Phát lên một tầm cao mới, đón đầu sự phát triển của thị trường vật liệu đá thảm polymer công nghệ mới. Trong đó, sản phẩm đá Ba Gian chất lượng cao đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lựa chọn của các dự án. Trong năm 2016, đã hoàn thiện thủ tục pháp lý khai thác khoáng sản, thay đổi cơ chế bán hàng, linh hoạt và hơn hết là tinh thần phục vụ. Kết quả sản lượng hàng bán đạt 250.000 tấn. Sản phẩm đá Ba Gian chất lượng cao, thương hiệu Thuận Phát đã chiếm lĩnh được thị phần lớn trong khu vực với các dự án lớn như cầu Bạch Đằng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 6, khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, sân bay Cát Bi, đường tránh Phủ Lý Hà Nam. Những ngày cuối năm 2016, tập thể các cán bộ công nhân viên mỏ đá Thuận Phát đang thi đua với thời gian để kịp sản xuất phục vụ tiến độ cho các dự án trọng điểm.